con này bị nhược điểm là đi lên yếu. Thứ hai là nó cần phải cần team phải tạo thế cho nó quýnh. Tạo thế thì mới quýnh được, tại con này phụ thuộc với cái G mà. Team bên kia bích CC thì kiểu team bên đây này team nó vậy là tôi bích Samiga ngon nè, CC ít nè. Còn team bên kia nó nhiều con CC như kiểu Galio hay gấu hay Xin Dao hay là Agat đồ á, bích con này vô không sấy G được là không có đam. Con này đam bằng G mà. Sát chưa. Đấy. BK nó giúp mình rồi, BK giúp mình rồi, lấy BK giúp mình rồi, mua pha này nó hay luôn rồi đó. Mua pha này đỉnh luôn á. Chết. Phải. Mạng có cái khủng đúng không? Ăn ít thôi. Dòng xe tôi. Item đánh mục tiêu đi. Hai người tự chơi nha. Cái tờ bì anh em ạ. Em biết quý lộn pha lấy được cái trụ là giải cái thế giải cái thế khó nè. Quýnh gì dễ quá.
À, xây gà bị dính cái quỳ của con quỷ bị kè kìa, ấy da. Chưa, tao bất tử nó rồi, tao bất tử rồi, tử chưa nè, con này điệu ngợi nè, nhìn nè, từ bước đầu tiên là mình mới bấm vô chuột đây nè, là mình quyền này cái quyền nè, quyền nè, thường nè, me đây nè, quyền nè, ok cho má gô vô, ông nào làm được cái nhân nhuyễn được cái đó là hả, vô địch luôn đó, đụng nè gì đâu. Thì nó là mấy cái cơ bản thôi, nhưng mà mình cơ bản nhưng mà mình làm nó hay thì nó là hay. Cái vậy nè, quy nè, bình thường nè, quy e nè. Đấy. Thì ra mà nó đẹp chứ cái được gì hết. Hay không? Cái chích trong con chim hay không? Anh em là đang coi chim cho tôi số 1 coi. Ngày mấy view mà hơi ít người comment nha. Tao lo làm pha cho mấy ông coi ghiền, đừng ghiền mấy cái cơ bản của tôi ha. Đau. Tao bất tử rồi, tao phải nghe hả? Khi tao bất tử rồi, anh nằm đi. Tử rồi. Nghe hả? Mở chổng này quýnh. Bực ra rồi, hết thời. Tức. Con nó tức. Chút giận lên mấy này liền. Tính giải win chút giận lên mấy anh ti. Anh em thấy hay cho đơ xem một like subscribe nha.